cái Nova năm nay rẻ nhì các bác nhỉ. Đây, đẹp như thế này luôn. Mà xe thì nó là 8 chỗ. Đấy, xong là vẫn còn khá là long lanh luôn. Mà giá chỉ có là hơn 100 tí thôi. Đấy. Thế mà mình đã mua được ngay nó rồi các bác nhá. 8 chỗ ngồi. Vâng, mẫu xe này thì nó siêu lành và siêu bền, nó siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi, siêu tiết kiệm mọi thứ luôn các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong của cái chiếc xe Innova này. Đấy. Đấy, các bác nhìn xem. Có cả màn hình to rồi các bác nhá. Và chiếc xe có thiết kế thêm cả cam hành trình rồi, có cả cam lùi nhá. Đấy, thảm sàn 5D đầy đủ đàng hoàng đây này. Côn số lái nhẹ nhàng ngọt ngào tình cảm các bác nhá. Rồi có khóa khiển nhá. Đấy, cửa gió của xe được thiết kế kiểu như này. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Vô lăng đây. Đấy, lái rất nhẹ, lái rất chuẩn các bác nhá. Có thêm phủ táp nô đây rồi. Đăng kiểm tháng 8 năm 24. Và chiếc xe Innova này của em thì nó đã được thêm một cái dàn điều hòa nữa ở phía sau đây rồi này. Đấy, trần 5D các bác nhá. Ghế da đẹp, có cả lót hạt gỗ đây rồi các bác này. Đồ chơi cũng đã được lên rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Các bác mình mua mẫu xe này về phục vụ cuối năm, về phục vụ đợt Tết, đợt đầu năm thì quá ok. Đi chùa chiền, đi đây đi đó, đi du lịch, đi du xuân thì quá ok, tuyệt vời đúng không ạ? Đúng bài luôn, đúng chân luôn đúng không ạ? Đấy, xe 8 chỗ ngồi nhưng mà mình có thể là ngồi được mười mấy người luôn các bác nhá. Đấy. Hàng này mình ngồi 4 người, hàng kia ngồi 4 người, hoặc là hàng này mình ngồi 5 người cũng được. Đấy. Dưới 4 người đây 5 người, trên 2 người nữa, thêm trẻ con nữa là trên 10 người luôn cũng được đúng không ạ? Đấy. Rất là to, cao, rộng rãi. Mình ngồi thoải mái nhá, không bị gò bó gì đâu. Điều hòa lạnh buốt luôn các bác nhá. Đấy, một dàn lốp của xe thì vừa mới thay các bác nhá, vẫn còn rất là dày. Có na răng đúc đàng hoàng đầy đủ các bác nhá. Thân vỏ đẹp nhá, thân vỏ đẹp, không mục mọt gì đâu. Cốp sau to vẫn đựng được nhiều đồ các bác nhá, vẫn đựng được nhiều đồ luôn. Đấy, biển số thì em thằng tháo cho rút hồ sơ rồi. Đấy, có camera lùi, có đuôi gió, có giá lóc như đầy đủ đàng hoàng. Đấy, đèn đóm của xe thì vẫn còn rất là mới, được ốp viền bên ngoài rồi, ốp viền inox các bác nhá. Tem mác của xe thì cũng đã được dán rồi. Đây, nốp ra răng đây các bác nhá, nốp dày chưa. Đấy, các bác nhìn cho em cái hình thức nhá. Đấy, hình thức thì em đang quay đây, các bác nhìn đi. Ok không ạ? Mình thấy chiếc xe này ok, các bác mình nhấn cho em xin phát like nhé. Rồi chia sẻ trang mới, chia sẻ lên trang cá nhân của mình và trang cá nhân của người khác, cũng như là tất cả những cái trang hội nhóm nữa các bác nhá. Em cảm ơn toàn thể các bác mình rất là nhiều. Đấy. Toyota Innova 2007, số sàn máy xăng 2.0, 8 chỗ ngồi. Xe không niên hạn sử dụng các bác nhá. Dòng này thì mình chạy chỉ dưới 10 lít trên 100 km thôi, tầm khoảng 8 lít đến 9 lít trên 100 km thôi nhá. Vâng. Đây ạ, tiếp theo thì các bác nhìn xem, chỗ này là cái hệ thống kính chỉnh điện của xe nhá. Nó hay nghe thì rất là hay. Vâng, các bác xem đi. Mua về là các bác mình cứ thế đổ xăng là mình vi vu thôi, mình chạy, mình sử dụng thôi, không cần phải sửa sang hay làm mất tiền đâu nữa các bác nhá. Máy số cực ngon, gầm bệ chắc, thân vỏ không vấn đề gì. Đấy. Các bác ưng, các bác thích là mình sẽ mua được, bởi vì nó quá rẻ đúng không ạ? Hơn 100 triệu bạc, hơn 100 ít là mình đã có thể mình mua ngay nó rồi đúng không ạ? Tính ra thì ngang với lại mấy con xe Matiz Spark thôi đúng không ạ? Mình đã có thể mình mua được cái dòng xe Innova như thế này rồi. Được. Đấy nhá, số điện thoại địa chỉ bên em đây. Một số nữa là 0335838389 nhá. Đấy. Các bác mình alo gọi điện cho bên em để được tư vấn, để được chốt giá cho mẫu xe này và những mẫu xe khác nữa. Bên em còn nhiều xe nhá, đang có là hơn 100 xe các mẫu để cho mình lựa chọn luôn. Kết bạn Zalo, nhắn tin Zalo để được biết thêm thông tin, để được xem thêm hình ảnh video các bác nhá. Vâng ạ, chiếc xe này thì cái vị trí này sơn màu vàng, bác nào không thích thì mình bỏ đi, mình sơn màu khác các bác nhá. Để em đang quay một vòng cho mình xem, các bác xem thêm vị trí nào của xe này hoặc là xe khác thì cứ nhắn tin gọi điện cho bên em nhá, qua Zalo. Vâng, qua Zalo kết bạn nhé. Kính của xe thì vẫn lên xuống ầm ầm, đã được dán 3M rồi thôi nhé, dán màu đen rồi. Được chưa? Bác nào ưng thích cứ việc alo cho em, và bên em có chương trình những chương trình sau nữa, đây là bên em có ship xe đến tận nơi cho mình. Đấy. Bên em có hỗ trợ làm sang tên cho mình. Đấy. Rồi bên em có đổi xe nhá. Các bác có xe gì mình không thích nữa, mình thích con này của em thì có thể đổi nhá. Bên em đổi cho. Và các bác mình có xe gì mang em mua lại cho nhá, em mua giá tốt cho. Vâng, cảm ơn các bác mình đã theo dõi video này. Alo đi, giá rẻ lắm luôn các bác ạ.